Ý cái này có em nè. Cái hai cái hộp hàng. Ờ bây giờ. Ok em hả? Ừ. Cho bé Dạng khu quà nè. Ý cái này có em nè. Trời ơi của em nè. Thấy cũng có cái này. Ê. Ủa sao cái này nó không lét rồi ta? Cái gì vậy? Thì cái đó có 50 à. Còn này 500 mấy nè. Ồ vậy nó mua cái đồ ngôi sao nè. Ồ này là gì đây? Này của chị Hai. Này quà của chị Hai. Rồi tiếp đi bà già. Lẹ đi bà già ơi. Ok ok. Gì vậy? Gì vậy? Hổ quá. Cục gom này. Cái gì? Đó là gì? Ủa sao nó như mini quá vậy trời. Rồi bây giờ bà già làm sao? Ok lấy hết. Nãy giờ. Cái gì vậy? Phải vừa bây giờ. Cũng ok.